Ngày 14 tháng 5, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với thanh niên sinh năm 2002, ngụ thành phố Cần Thơ về hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe, điều khiển xe bằng một bánh và tạm giữ phương tiện để tiếp tục làm rõ hành vi thay đổi kết cấu xe. Trước đó, tối ngày 13 tháng 5, tổ tuần tra gồm đội cảnh sát giao thông quận 1, công an phường Bến Nghé phối hợp đi tuần tra đảm bảo trật tự tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau trận đấu bóng đá nam SEA Games 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam với U23 Myanmar. Quá trình này, lực lượng chức năng phát hiện một thanh niên đi xế độ, biểu diễn bốc đầu gần trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Qua làm việc, thanh niên thừa nhận xe có thay đổi kết cấu. Người này cũng khai mình là chủ tài khoản TikTok, có hàng ngàn lượt theo dõi, hay đăng những clip đi xế độ, biểu diễn bốc đầu ở các tuyến đường và trên cầu Thủ Thiêm 2.